À, xin chào anh chị quay lại với kênh Thái Sơn Investment nha. Hôm nay chúng ta thấy là thị trường là một cái phiên phục hồi sau cái phiên mà giảm điểm vì tin xấu ngày hôm qua. Vì hôm qua là chúng ta thấy là rơi tạo gáp như thế này thì hôm trước Sơn có chia sẻ với anh chị đó, thị trường là nó đang trong một cái vùng tích lũy và nó gọi là nó chờ một cái nhịp hồi tiếp tục lên cái vùng tầm khoảng 1340, 1360. Đấy, nhưng mà cái việc mà tin xấu về số ca nhiễm tăng mạnh cuối tuần cũng như là những cái tin phong tỏa về xã hội ở các cái tỉnh thành, thêm nhiều cái tỉnh thành nữa, thì cái vấn đề đó là vấn đề về tin tức và nó sẽ là cái yếu tố mà chúng ta sẽ không dự đoán được, đúng không? Nên thị trường nó rơi, nó tạo gáp, đúng không? Nhưng mà giờ có thể là ngày hôm qua nếu mà suy nghĩ thì ai mà nhìn về phiên ngày hôm qua cũng như là cái việc mà thị trường mà tối ngày hôm qua thì tiếp tục những cái tin như có những cái việc tin xấu như là chứng khoán thế giới giảm mạnh hay là giá dầu giảm mạnh thì cũng sẽ đoán được là ngày hôm nay thì nó cũng sẽ rất là dễ là nó sẽ tâm lý bán ra và sau đó là thị trường nó sẽ phục hồi thôi. Tại vì ngày hôm qua chúng thấy là một cái phiên tiếp tục một cái phiên mà nhà tạo lập họ lại gom hàng với khối lượng lớn, vì chúng ta gọi là một cái phiên tiếp tục bán tháo mà, đúng không ạ? Mà bán tháo thì bây giờ thì tất nhiên cái lượng bán đáy thì không phải là nhà đầu tư cá nhân chúng ta vào chúng ta bắt được những cái phiên như vậy rồi. Đấy, chủ yếu là nếu mà chúng ta có kẹp hàng ở trên thì chúng ta lại sợ chúng ta tiếp tục chúng ta bán thôi, chúng ta bán cả, hoặc là có những cái trường hợp là ví dụ là chúng ta vi phạm, đúng không? Vi phạm những cái kỷ luật về cắt lỗ, đúng không? Thì cái này Sơn sẽ chia sẻ đây với anh chị là ở cái phần sau của cái video ngày hôm nay, đó là cái nguyên tắc trong đầu tư. Đôi khi là chúng ta chấp nhận bán xong cổ phiếu nó vẫn lên, nhưng mà chúng ta sẽ giữ được một cái gọi là cái kỷ luật trong cái đầu tư và nó sẽ giúp cho chúng ta là tồn tại được cái thị trường mà chúng ta mới có cơ hội chúng ta kiếm được tiền và chúng ta chiến thắng thị trường, chứ không phải là tất nhiên là không phải trường hợp nào chúng ta bán cũng là đúng cả. Tí nữa Sơn sẽ chia sẻ anh chị là sẽ có những cái trường hợp mà bắt buộc vào thế chúng ta buộc phải bán để chúng ta giữ cái nguyên tắc đầu tư thôi của chúng ta thôi. Thị trường ngày hôm nay chúng ta thấy là phục hồi và gọi là nói chung thì Sơn cũng phân tích trước của đầu phiên thì Sơn cũng có gửi vào room cho anh chị khách hàng rồi. Hôm nay thì Sơn cũng không có thực hiện cái việc bắt đáy hay là khuyến nghị cái việc bắt đáy nữa, tại vì hôm trước là Sơn đã có gia tăng cái tỷ trọng về ngày hôm qua có mua thêm một cổ phiếu KDH rồi. Mua xong rồi cổ phiếu KDH ngày hôm qua rất là khỏe và hầu như là vẫn còn xanh trong lúc là thị trường rơi mặt, nên là để mà giữ một cái chiến lược mà an toàn, tức là cái nhịp này thì Sơn xác định là chỉ đánh về khoảng 30% về tỷ trọng về cổ phiếu và dùng tiền mặt thôi, nên đã duy trì cái mức theo cái kế hoạch như vậy thì sẽ không đánh nhiều. Đấy, mặc dù là ngày hôm nay thì Sơn cũng dự đoán là nhúng thêm và sẽ hồi thôi. Tại vì về phía dưới chúng ta thấy là vùng một thứ nhất là cái vùng mà tích lũy Sơn có chia sẻ với anh chị hôm trước đó, thì nó vẫn đang nằm trong đó, nó rơi về thì nó cũng nằm trong một cái vùng này thôi. Ở dưới là chúng ta thấy là một tầm khoảng 1211, đúng không? Cái đáy cạnh dưới là 1211 này, 1211 thì về với lại cái vùng 1200 thì nó lại là cái kháng cự mà chúng ta đã mất đấy, mất ở đây là đến lần thứ ba chúng ta mới break out được cái vùng 1200 đó, lần thứ ba chứ, đúng không ạ? Đây một lần, đây hai lần, đây ba lần, lần thứ tư nó break out thì khi xuống thì tất nhiên là nó sẽ thành một cái hỗ trợ rất mạnh đó. Và thị trường thì nó lại rơi từ vùng 1400 điểm về thì chúng ta thấy là về đây chắc chắn là nó hỗ trợ rồi, và rất là nhiều nhà đầu tư sẽ canh cái vùng này để mà chúng ta bắt đáy mặt, đúng không? Nên là chúng ta thấy là ngày hôm nay lý do tại sao không về đến thì cũng là một phần tại vì ai cũng canh về đến đấy. Về đến đấy thì nó không về thôi, về cái dòng tiền nó vào sớm hơn, nó đấy mà nó cũng đã thể hiện trong cái phiên ngày hôm qua rồi. Mặc dù phiên ngày hôm qua rồi rơi tạo gáp rất là xấu và số điểm giảm cũng mạnh, nhưng chúng ta thấy là từ khoảng quanh 1.300 mà về 1243 là chúng ta giảm gần 60 điểm, đúng không? Nhưng mà khối lượng quan trọng là ngày hôm qua một cái phiên khối lượng chứ còn sàn, sàn cứng nhưng mà lại không có khối lượng vào mua. Đó, giảm rất mạnh nhưng mà khối lượng không có khối lượng cầu vào thì nó lại là thể hiện là không có cái dòng tiền ở cái phần mà chúng ta gọi là phần đỡ giá và gom hàng, đúng không? Thế thì Sơn nhận định là nó có hồi, đúng không? Có hồi, tuy nhiên thì Sơn đánh giá thì cũng
cũng như cái đoạn trước thôi, thì cái đoạn này Sơn chia sẻ anh chị nè, nếu mà nó vượt 1305 đi lên thì nó cũng là một cái nhịp hồi kỹ thuật. Thì bây giờ thị trường có tăng thì Sơn tăng đi, thì Sơn trước mắt thì Sơn vẫn cho rằng đó là một đánh giá một cái nhịp hồi kỹ thuật, và chúng ta sẽ có một cái kháng cự là quay trở lại là nó sẽ là 1300, một cái gáp, chúng ta một cái gáp to ở đây đúng không ạ? Đó, trước mắt thì chúng ta đã thấy là đó rồi, 1300 cũng như là phía trên là sẽ là những cái đường em A, 1305 đến 1. Đấy, khả năng thì những phiên tới thì cái đường màu xanh này, đường MA10 này, MA10 nữa sẽ đổ xuống nữa, thì nó đâu đó là nó sẽ tầm khoảng 1305. 1305 mà Sơn nói là anh chị là xem trên cái khung ngắn hạn thì hôm trước là nó mấy lần nó không vượt qua đó, và phiên cuối tuần thì nó vẫn đóng cửa phía dưới nha. Đóng cửa phía dưới. Đó. Đấy, thì chúng ta thấy là xác định một cái nhịp hồi thôi, thì chúng ta hôm trước thì có cái vòng trước thì Sơn cũng có là đánh bắt đáy, và giờ khuyến nghị khách hàng là chúng ta bắt đáy những cái cổ phiếu như dòng chứng khoán, dòng thép, dầu khí, những cái dòng như vậy, thì và đạt cái mức lãi thì nó cũng được nha. Và một số cổ phiếu thì nó lại, ví dụ như dòng ngân hàng có bắt thì lại không thành công. Đấy, thì chúng ta cũng là duy trì cái phần này tí nữa Sơn sẽ nói nha, là cái bắt đáy dành cho cái chiến lược nào, làm sao chúng ta đánh được cái bắt đáy, và làm sao để mà chúng ta quản trị rủi ro, chúng ta giữ cái kỷ luật trong cái việc mà chúng ta mua bắt đáy đó, và phù hợp với những cái nhà đầu tư như thế nào. Đấy, còn thị trường ví dụ anh chị ở đây anh chị còn kẹp một cái lượng hàng lớn đi, thậm chí bây giờ rất nhiều nhà đầu tư Sơn nghĩ là đó, vẫn còn những cái giá vốn ở vùng trên vùng 1400 này đó, thì thị trường nó đã giảm về hôm nay về 1325 đã giảm 200 điểm, anh chị 200 điểm, mà anh Sơn nghĩ vẫn còn những nhà đầu tư vẫn còn kẹp trên đây, vẫn gọi là cố gồng lỗ, thì đã như vậy thì chúng ta sẽ không có nên chúng ta mua, chúng ta chỉ là nên chờ những cái nhịp phục hồi của thị trường để mà chúng ta bán ra thôi. Còn tất nhiên cái việc bắt đáy thì Sơn luôn nói rồi, đó là cái dành cho nhà đầu tư mà chúng ta gọi là chúng ta full tiền, chúng ta full cash, đúng không? Chúng ta có một cái sức mua lớn và chúng ta gọi là chúng ta chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận rủi ro, ta đánh thôi. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là những cái dòng đó là dòng chứng khoán là dòng mạnh nhất. Ở chứng khoán thì nếu anh chị mà hôm trước có xem cái video về cái chiến lược mà chúng ta đấy, mô hình hai đáy này, đấy thì chúng ta có thể áp dụng mô hình hai đáy. Hôm trước là Sơn có phân tích trên khung ngắn hạn, khung giờ. Đấy, thì ngày hôm nay thì nhiều cổ phiếu chứng khoán hay là dòng thép á, nó cũng tạo một cái mô hình hai đáy, chúng ta thấy là nó test lại, nó không thủng đáy cũ nè, không thủng đáy cũ và phục hồi lại. Thì tức là chúng ta ngày hôm nay nếu mà chúng ta bắt đáy, chúng ta ưu tiên những cổ phiếu như dạng như SSI đó, rồi VND cũng kiểu như vậy, cũng không thủng đáy cũ, đúng không ạ? Không thủng đáy cũ và cái đường EMA 50 là ngay hỗ trợ luôn đó. Đấy, nên hôm nay thì ví dụ những cái nhà đầu tư mà bắt đáy nhịp trước mà lại chưa kịp bán ra thì lại bán ngay đây, thì chúng ta thấy là rất là tiếc, đúng không ạ? Rất là tiếc. Rồi thị trường nó rơi về cái việc mà vấn đề tin xấu đó. Tin xấu là những cái yếu tố bất ngờ mà chúng ta thấy là thường như vậy, nhà tạo lập họ có đoán được không? Họ cũng đâu có đoán được đâu anh chị. Họ cũng chịu cái cảnh là tâm lý bán ra thôi. Tâm lý bán ra và ngày hôm qua họ bắt buộc phải đỡ tiếp, họ phải gom tiếp thôi. Chứ họ cũng đâu có thoát được hàng. Và họ bán ra thì nhỏ lẻ chúng ta không có mua đâu. Chúng ta chủ yếu là chúng ta ở cái phía cắt lỗ là nhiều. Đó, nhà tạo lập. Và nhà tạo lập anh chị thấy họ có lỗ ở đoạn vừa rồi không? Chắc như là có. Có nha anh chị. Nhìn vào khối lượng chúng ta sẽ thấy là họ có lỗ. Đấy, thì cái kiểu ví dụ như là SHS đi. SHS thì nó hơi nhúng cho sủng sâu đáy một tí, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy là phía dưới thì nó vẫn còn những cái hỗ trợ phía dưới là ở đây. Đó. Cái vùng phía dưới ở đây là cái thứ nhất, ở đây là cái đáy cũ nè. Cái đáy cũ có nhịp rồi nó tầm về tầm khoảng 34. Đó. 34 35. Đấy, vùng này, vùng đáy này, đáy cũ đây. Đó, thì về đây là nó lại tiếp tục là cái hỗ trợ thôi. Tức là cổ phiếu SHS thì có thủng thì nó tuy nhiên là nó lại theo ví dụ cổ phiếu như leader như là SSI, VND, đúng không? Đấy, vẫn chưa thủng đáy và phục hồi, chúng ta kéo theo là cái tín hiệu tốt của cái dòng chứng khoán. Nhìn chung bữa nay ngày hôm nay tất cả dòng chứng khoán thì đều khỏe, đúng không? Đều hồi phục khỏe cả. Thì đó là cái dòng mà tôi nghĩ là nó ưu tiên. Ngoài ra nó cũng có những cái trạng thái khác, VCI ngày hôm nay cũng hồi tốt, HCM
OHSM cũng tăng 6-7%, cũng là dừng lại cái mốc đáy cũ này, có nhúng qua thủng qua một tí nhưng mà cũng cũng không có bị là gãy sâu. Để chúng ta sẽ thấy nó khác biệt với một cái dòng đó là dòng ngân hàng anh chị, dòng ngân hàng cái dòng yếu ở đoạn vừa rồi đó, và tạo đáy sâu là lại sâu hơn đáy cũ. Hôm trước thì Sơn có chia sẻ với anh chị là chúng ta cách bắt đáy, và nếu mà chúng ta mua cách bắt đáy thôi. Cái hàng bắt đáy này thì Kỳ Sơn trong cái video này Sơn nói là chúng ta sẽ mua được, không hình như một trong hai video này đó Sơn có nói là chúng ta mua được nếu mà dòng ngân hàng nó tạo đáy và nó không thủng đáy cũ. Nhưng mà trường hợp là chúng ta thấy là ngân hàng là thủng hết đáy cũ nên là cũng không có đạt để mà cái điểm mà chúng ta bắt đáy đó. Thì nếu mà chúng ta không mắc để dòng ngân hàng thì chúng ta có thể áp dụng cái kiến thức đó và chúng ta đánh vào những cái dòng cổ phiếu như là dòng chứng khoán ngày hôm nay, đúng không? Thì nó cũng là một cái câu chuyện là nó không thủng đáy cũ thôi, không khủng đáy cũ và nó rút chân lên, thì chứng tỏ là cái lực đỡ ở vùng này nó rất là lớn đó. Đây vốn lớn, đây vốn lớn, lực đỡ lớn, có lực gom. Ở nhiều nhà đầu tư ví dụ chúng ta đua ở những phiên này thì chúng ta lại cắt lỗ này, lại phải cắt lỗ ở đây, tại vì chúng ta xác định là một cái nhịp đánh ngắn của chúng ta mà khi mà không có lãi thì chúng ta phải cắt lỗ. Cắt lỗ thì ở đây là nhà tạo lập họ đỡ tiếp một cái đáy hai và bắt đầu một cái nhịp hồi mới. HCM cũng y chang tương tự, đánh là cùng một cái kiểu như vậy. Chúng ta thấy SSI, VND, HCM như nhau. SHS thì có nhúng sâu, nhúng hơn một tí nhưng cũng không gọi là quá sâu, không có gọi là gãy quá quá nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nếu mà về trạng thái thì chúng ta sẽ ưu tiên những cổ phiếu dạng SSI hoặc VND hay là HCM hơn. Tại vì sao? Vì nó vẫn nằm trên đường EMA 50 anh chị. Đường EMA 50 là một cái đường mà chúng ta thấy là cho một phù hợp cho một cái chiến lược chúng ta đánh ngắn được đó, trade lên được. Chứ còn thường là chúng ta khi mà cổ phiếu đã thủng EMA 50 rồi thì chúng ta thấy là để phục hồi lên thì đó, nó sẽ rất khó phục hồi mạnh. Tức là chúng ta lúc đó chúng ta đánh cũng được nhưng mà nó sẽ những cái nhịp nó rất ngắn thôi, khả năng là chúng ta sẽ ăn không được nhiều. Còn ví dụ những cổ phiếu vẫn nằm trên đường EMA 50 thì nó vẫn duy trì được cái gọi là trong một cái xu hướng tăng, nó vẫn nằm trong một cái xu hướng tăng. Đấy, hay là chúng ta xem về cái chart theo giờ thì nó vẫn nằm trên cái đường EMA 10 của tuần hai, đấy vẫn nằm trên, đúng không? Đó, về về đúng hỗ trợ EMA 10 của tuần luôn, vùng 49x này, VND, đúng không? Vẫn duy trì, nay vẫn rút chân lên, có thủng qua EMA 10 nhưng mà vẫn rút chân lên. SHS thì chúng ta thấy nó yếu hơn, đúng không? Yếu hơn rõ là tức là nó đã về tới đường màu đỏ này, là EMA 20 tuần rồi. Chúng ta sẽ nhìn ra là cái là cổ phiếu nào là nó xuất sắc hơn, nó mạnh hơn nha. Rồi chúng ta sẽ một tiếp dòng tiếp theo là thép. Dòng thép thì chúng ta thấy là nó sẽ khác biệt, đúng không? Tức là nó sẽ nằm dưới cái đường màu xanh EMA 50 này. Đấy, thì nên là dòng thép thì sẽ nghĩ là cái dư địa của nó sẽ không có được cao. Đấy, tức là nó sẽ không tăng và nó khả năng nó sẽ không tăng nhiều được như dòng chứng khoán. Có thể là ví dụ vì nhịp này thì chúng ta chỉ kỳ vọng là lên được tầm hiện tại là đang 47 thôi. Sơn nghĩ là có thể tầm giá 49 thôi. Đấy, 49 hoặc 50, đó là một cái vùng rất là đẹp để mà đánh T cộng đối với cổ phiếu như là đồng thép như là HPG hoặc là Hoa Sen. Đấy, Hoa Sen thì chúng ta thấy là xem lại đỉnh cũ vùng 365 này, nếu vượt 365 thì có thể là chúng ta kỳ vọng lên là cái vùng mà sau năm thì có thể là lên được vùng 38 nha. Tối đa thì tôi nghĩ là cái vùng 38 là cũng cũng nên bán hết ở cái nhịp lướt bắt đáy này. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta đánh đánh một cái nhịp là hàng bắt đáy đó. Thường thì chúng ta thấy là nếu mà tạo đó hai đáy hai như vậy thì nó cũng rất khá là an toàn nha. Khá là an toàn, có thể là đáy hai nó hoàn toàn nó có thể vượt nha. Vượt được cái đáy một này đó, vượt được cái đỉnh hôm trước mà nó đi lên. Tại vì hôm trước là đỉnh cao nhất là 36.4, hôm nay chúng ta 35.4 rồi. Khối lượng ngày hôm nay là nó tăng cũng tốt hơn hôm trước nè, trần cứng. Vậy trần cứng luôn. Đấy, thì rất có thể là nó sẽ vượt lên và chúng ta kỳ vọng được cái khoảng tầm vùng 37 38 được đối với cổ phiếu HSG này nha.
Nhưng khác với dòng chứng khoán là chúng ta thấy là nó khi gãy MA 20 này, tức là nó cái xu hướng tăng ngắn hạn nó đã bị gãy rồi nha. Đó, thì nó cái nhịp này nó sẽ muốn tăng lại về đỉnh cũ nó sẽ rất là khó. Đó, mà khả năng là nó sẽ tăng được một ít lên đến kháng cự ở trên này thôi. Đó, tối đa lên đến đó thôi. Đó, phát cũng vậy. Rất khó để mà vượt đỉnh. Rồi chúng ta thấy là những cổ phiếu như SSI hay là VND thì thực tế thì cũng so với đỉnh đỉnh gần nhất thì cũng không phải là rơi quá sâu, vẫn nằm trên những cái đường EMA lớn nha. Đường EMA 50 nó rất là quan trọng các anh chị. Rất nhiều nhà đầu tư, cái nhà mà đầu tư mà nước ngoài đấy, những cái huyền thoại giao dịch thì họ đặt cái đường EMA 50 là cái đường mà cái ngưỡng mà để họ, ví dụ họ gồng lãi đấy, họ đánh một cổ phiếu ở trên ở dài, họ mua xong họ đánh trên dài thì đến khi là cổ phiếu gồng thủng EMA 50 thì họ sẽ thoát ra, họ chốt lại toàn bộ vị thế đó. Tất nhiên là sẽ không bán được cái giá vùng đỉnh rồi đó, nhưng mà phù hợp với một cái chiến lược là đánh dài thì cái ngưỡng đó là sẽ cái ngưỡng thoát ra của họ. Còn có nhiều trường hợp chúng ta thấy là nó sẽ trong quá trình đi lên này, đi lên thì sẽ đường EMA 20 này nó vẫn đang hỗ trợ tốt này, EMA 50 này hỗ trợ tốt này, phiên này có thủng EMA 20 mà nó rút chân lên này đó. Thì trong quá trình đi lên nó như vậy thì chúng ta có thể là đánh được một cái đoạn, là chúng ta theo được một cái đoạn rất là dài từ một cái nhịp mà mua một cái điểm vào bùng nổ khi vượt đỉnh chẳng hạn. Ví dụ khi vượt vùng 20 thì chúng thấy đến bây giờ cổ phiếu này giá 40 thì chúng ta gọi là tăng 100% rồi nếu chúng ta đánh dài. Và chúng ta xác định là bao giờ thủng cái đường EMA 50 thì chúng ta bán, giờ chưa thủng thì với cái vị thế nhà đầu tư mua đây thì chúng ta vẫn giữ được, hiểu vậy nhé. Đây chúng ta so sánh, chúng ta sẽ thấy hai dòng thì chúng ta thấy là nếu thị trường mà nếu mà giờ thị trường vào uptrend trở lại anh chị, hiện tại thì Sơn thấy là cái xác suất đó nó cũng thấp lắm. Xác suất mà thị trường vào uptrend lại thì Sơn cái view mà trung hạn tí Sơn chia sẻ uptrend thì trở lại thì có thể là chúng ta phải tập trung chúng ta đánh, mà khả năng là dòng 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 tốt nhất đó là dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì nó cũng gọi là thị trường có giảm thì công ty chứng khoán cũng thu phí đúng không ạ? Cái dòng nó lại hưởng lợi, miễn là cứ thanh khoản cứ tốt thôi, thị trường cứ sôi động mua bán đó, thì là công ty chứng khoán sẽ hưởng lợi đúng không ạ? Rồi đó hai dòng nha, chứng khoán và thép. Còn ví dụ chúng ta dòng nhìn dòng ngân hàng nha, cổ phiếu đại diện ví dụ Techcombank đi đấy, thì chúng ta đã có một cái đáy sâu nó thấp hơn đáy trước rồi, thấp hơn đấy trước, mặc dù vẫn có lực đỡ mạnh đúng không ạ, nhưng mà chúng thấy là nếu mà chúng ta ưu tiên bắt đáy thì Sơn cho rằng đấy, đánh bắt đáy ngày hôm nay là ưu tiên số 1 là dòng chứng khoán, số 2 dòng thép. Đấy, và anh chị cũng có thể theo dõi vài phiên nữa xem, thì Sơn nghĩ là cái dư địa mà để chốt lại đấy thì Sơn nghĩ vẫn là dòng chứng khoán nhiều hơn. Nhìn chung thì ngày hôm nay cũng không bắt lại cái dòng chứng khoán sau khi đã bán được cái phiên trước, bán được giá tốt rồi thì cũng hơi tiếc. Hơi tiếc, tuy nhiên thì tại vì đó là quản trị danh mục thôi, thì Sơn có tham gia vào mua những mua cổ phiếu bất động sản như là KDH rồi, và mua phiên ngày hôm qua rồi, và hiện tại là hàng chưa về thì Sơn cũng muốn là gia tăng cái tỷ trọng thôi. Tuy nhiên thì nhận định hồi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta tham gia được, không sao, thì cơ hội nó còn rất là nhiều. Nó cũng giai đoạn này thị trường chúng ta thấy là cũng hồi được hôm trước, như hôm trước đâu hồi vài phiên xong lại có tin xấu thì lại rơi gáp đúng không ạ, nó lại đi ngoài cái dự dự cái kế hoạch của chúng ta, vì vấn đề là tin tức nó cũng khó. Nhìn chung thì đoạn này thì chúng ta cứ đánh có lãi được là tốt rồi, ít nhiều thì cũng được. Còn cảm thấy mà nó chưa, theo Sơn là giai đoạn này chưa phải một cái giai đoạn chúng ta đánh lớn, đánh về full margin, đánh to đó. Và nó sẽ với nhà đầu tư mà chỉ thích đánh trong uptrend thì có thể chúng ta chờ thêm, vẫn là một cái nhịp hồi thôi. Nó sẽ có một cổ phiếu hồi mạnh, cổ phiếu hồi yếu, dòng ngân hàng chúng ta thấy hồi yếu nha. Hồi yếu khả năng dòng ngân hàng thì Sơn bị đánh giá là ví dụ như là những cổ phiếu như thế này thì tăng lên và chúng ta lắp được cái gap này là tốt rồi. Lắp gáp là tức là lên lại được vùng tầm khoảng 52 ở đây là ok, kiểu Techcombank đấy, rồi MBB đấy, kiểu như vậy lên được những cái vùng ở đây thôi. Đấy, chúng ta thấy là ngày hôm nay những cổ phiếu ngân hàng thì cũng tăng gọi là ít so với là thị trường.
Và rõ là chúng ta thấy là đúng không? Chúng ta nhìn là dòng chứng khoán, nhìn dòng thép là chúng ta thấy là đều không có thủng đáy cũ. Mà dòng ngân hàng ngày hôm qua xấu ra, tin xấu là thị trường xấu là thủng luôn đáy cũ, là yếu. Qua ACB thì ok nè, đúng không? ACB khá là mạnh. Đấy thì ACB thì mạnh, nhưng mà chúng ta hay không phải là cái đang là cái sóng dẫn của dòng ngân hàng, không phải là một cái sự leader, mà chúng ta thấy leader đến từ cái nhóm chứng khoán, hiện rất mạnh là nhóm chứng khoán và nhóm thép thôi. Thì khả năng thì nó sẽ, dù ACB thì Sơn dự đoán là có thể lên được tầm khoảng vùng 35, 35, 36 là được, tầm mốc này 35, 36 thôi. CTG phân tích rồi, MVB thì rồi, cái banh đi chẳng hạn đó. Cái banh thì có thể là cũng là vùng 34, 35. Nhìn chung thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này nó cũng sẽ còn những cái lượng hàng kẹp ở trên rất là nhiều, đúng không? Tại vì chúng ta thấy là đó, ví dụ như là dòng 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 những cái dòng khác thì có thể là tăng tăng mạnh đấy, tăng mạnh, và những cái lượng hàng kẹp, đúng không? Tức là sau khi cái nhịp trước là đã có một cái nhịp tăng lên rồi, đã có một lượng hàng kẹp họ thoát ra rồi, đúng không? Khi mà cái cổ phiếu đó tăng. Nhưng mà ví dụ dòng ngân hàng đoạn vừa rồi thì lại không tăng được bao nhiêu đó, và sẽ có những cái lượng hàng bắt đáy nó cũng còn tích tụ trên này đó. Mà bây giờ là họ bắt đáy thì họ mới gọi là khi mà nó phục hồi lên thì họ mới hòa thôi đó, thì nó là sẽ có những áp lực bán, nó sẽ khó mà tăng mạnh được như là những cái cổ phiếu và giữ được cái đáy cũ như là dòng chứng khoán và dòng thép nha. Ấy còn view ngắn hạn thì Sơn nó cho rằng là thị trường lên tầm khoảng 1.3, 1.305 sẽ là kháng cự. Hôm trước thì kế hoạch là chúng ta sẽ lên được 1.340, 1.360, tuy nhiên là cái vướng cái vấn đề về tin xấu cuối tuần ra và thị trường nó rơi gáp, nên là có thể là hiệp hồi này thì Sơn kỳ vọng lên vùng đó trước đã. Vì cũng là những anh chị mà chúng ta bị kẹp hàng thì chúng ta cũng phải chú ý là chúng ta cơ cấu và chúng ta xử lý tài khoản. Vì view về trung hạn thì Sơn nghĩ là với một cái vận động như thế này thì chúng ta thấy là thị trường nó có vẫn còn rủi ro rất là lớn nha. Tức là sau mỗi cái nhịp hồi thì thị trường nó cứ được vài phiên rồi nó lại suy yếu, và chúng ta thấy là nếu mà giai đoạn sắp tới nó một có một vấn đề là khi có thể là tăng điểm nha. Tại tăng điểm giảm điểm, nhưng mà cái thanh khoản đó, tức là phiên tăng cũng không có thanh khoản mà phiên giảm cũng không có thanh khoản. Đó. Tăng mạnh không có thanh khoản, giảm mạnh cũng không thanh khoản, thì chúng ta thấy là nó sẽ có một cái vấn đề, đó là cái dòng tiền nó lại thoát ra nha anh chị. Tức là biên độ nó vẫn lớn, biên độ nó vẫn lớn, nhưng mà là cái về cái dòng tiền thì nó lại không có, thì nó là một cái rủi ro, đúng không? Một cái rủi ro. Còn anh chị có thể xem này, tại vì sao tôi nói là nhà tạo lập họ có lỗ hay không, thì có lỗ nha anh chị, họ gom hàng họ vẫn lỗ. Phiên này họ bắt sàn rất là nhiều anh chị, bắt sàn rất là nhiều, và chúng ta thấy là ở cái khối lượng phía sau, tức là những cái phiên phía sau mà tích lũy đi ngang này, thì Sơn kỳ vọng một phiên tăng mạnh để kéo về khối lượng, thì nhà tạo lập có thể họ sẽ lướt được cái lượng hàng, đúng không? Tức là họ mua ở đây họ sẽ bán được, bán được khi mà có những cái phiên nổ vôn. Nhưng mà rõ ràng là đúng không, đấy, họ mua mạnh phiên này xong họ có bán được đâu, những vôn của phiên này vẫn rất là thấp, và tính ra cái vùng giá trung bình họ gom thì cũng chẳng lãi được bao nhiêu đấy, cũng rất là khó để mà họ thoát, nên là có thể là về phiên này bắt buộc họ phải đỡ tiếp này, họ phải dùng tiền họ đỡ tiếp thôi. Và tất nhiên thì đó là vấn đề là nhà tạo lập họ mua kiểu như vậy, còn nhà đầu tư cá nhân của chúng ta thì trừ khi chúng ta đánh theo cái trường phái dài hạn, chứ còn chúng ta không có nên bắt đáy mà chúng ta trung bình giá anh chị. Bắt đáy trung bình giá mà chúng ta hay gọi là cứ càng rơi, và chúng ta gọi là mua và mua mua đến khi nào hết tiền, mua hết full margin rồi thì nó rất rủi ro. Vì nếu chúng ta ở vướng vào trong một cái đoạn downtrend như là năm 2018 thì chúng ta đánh như vậy là chúng ta chỉ có chết. Wow. Chỉ có chết thôi, tại vì nó có xuống xong rồi nó lại hồi, nó lại xuống. Rồi nó lại hồi, nó lại xuống, thì chúng ta cứ gọi là xuống rồi bắt đáy, không lên lại không bán, lại xuống. Thì những lúc này nó lại hết tiền này thì nó rơi, và chúng ta nhìn chỉ số thì nó như vậy thôi, nhưng rất nhiều cổ phiếu nó sẽ rơi rất là khủng khiếp. Anh chị.
ấy giống như là từ đây về đây thôi, nhưng mà nhiều cổ phiếu là đấy là giảm giảm có thể là đến là 30% rồi đó, hai mấy 30%, thì nó sẽ cái mức độ mà thiệt hại cái tài khoản nó sẽ rất là lớn. Nên là view về trung hạn thì Sơn thấy hiện tại với cái vận động như thế này thì cái chart tuần của chúng ta nó cũng là một cái vấn đề, tức là chart tuần thì chúng ta đang rút chân ở đây, đang rút chân vẫn có một cái vùng hỗ trợ ở đây này đó. Tuần này là tuần thứ ba rồi đấy, thì tuy nhiên chúng ta thấy đã thủng đường cái đường màu đỏ này, thủng đường MA20 của tuần này đúng không ạ, và đường MA20 đó bây giờ tầm khoảng 1283, tức là tuần này chúng ta phải đóng cửa ở trên cái vùng này đó, thì nó mới lấy lại được cái đường màu đỏ này. Còn như tháng 1 chúng ta sẽ thấy nó khác biệt ở chỗ này nha, tháng 1 là nó về đây nó có thủng nhưng mà nó rút chân nó rất mạnh. Còn đoạn này chúng ta xem mà nếu mà tuần này vẫn đóng cửa rồi, bây giờ chúng ta mới là thứ ba, đến cuối tuần thị trường có hồi lên nhưng mà sau đó là giảm và lại đóng cửa dưới cái đường màu đỏ này, thì Sơn thấy là nó không tốt tí nào anh chị cho cái xu hướng chung dài hạn của chúng ta. Nên là gọi là về một cái đánh giá khách quan thì Sơn đánh giá là một cái nhịp hồi ngắn hạn tiếp tục nha, còn về để gọi một cái xu hướng uptrend trở lại thì Sơn thấy là nó chưa có đủ những cái điều kiện và chúng ta cần phải quan sát thêm, đặc biệt chúng ta phải cẩn trọng về những cái tình huống Sơn nói đó. Nếu mà cái chạc tuần mà tuần này vẫn là một cái tuần gọi là có gọi là giảm đúng không ạ, tại vì chúng ta lên lưu ý là tuần trước là 1.300 nha, bây giờ chúng ta gọi thì hiện tại vẫn tuần này vẫn đang giảm 2%, anh chị vẫn đang giảm 2%, nên mà có phục hồi lên mà chúng ta sau đó là nó chỉ đóng cửa đâu đó dưới cái vùng đường màu đỏ này thì nó vẫn là một cái đợt phục hồi yếu và chúng ta gọi là chưa có lấp được cái gap tạo ra ở đây, nghe vẫn là một cái nhịp rơi tạo gap đó, thì nó sẽ không có tốt cho xu hướng chung dài hạn của chúng ta đó. Và rất có thể là chúng ta lên tính đến những cái kịch bản là có phục hồi lên nhưng mà lại gãy nha, lại gãy xuống tiếp đó. Gãy xuống tiếp vì một cái quá trình ví dụ nhà tạo lập họ phân phân phối hàng thì có thể là những cái nhịp họ giảm họ sẽ bắt đáy, họ sẽ gom hàng nhưng mà khi mà tăng lên họ sẽ xả ra, họ sẽ thoát ra để họ gọi là trao tay được cái lượng hàng đó tiếp tục nữa, thì cứ mỗi lần như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra một cái lớp nhà đầu tư rồi chúng ta bị kẹp hàng mới cứ liên tục như vậy, vì cứ hồi lên nhưng mà giá lại không có tăng được bao nhiêu. Chúng ta gọi là trong trong kỹ thuật là nó gọi là cứ đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước á. Và nếu mà chúng ta bị kẹp hàng thì nhà đầu tư cái vùng giá vốn của nhà đầu tư kẹp phía sau lại thấp hơn vùng nhà đầu tư kẹp phía trước kiểu như vậy, thì chúng ta thấy là nó sẽ càng ngày thì chúng ta sẽ tạo ra một cái lượng kẹp hàng nó lớn, cứ mỗi vùng giá này lại có một cái lớp nhà đầu tư bị kẹp lại, vùng giá cũng kẹp lại, mà đến khi nhà tập họ đã phân phối xong thì tất nhiên họ sẽ không đỡ giá, họ sẽ không đỡ những cái phiên như thế này nữa đúng không ạ, sẽ không đỡ nữa, và khi đó rơi là gọi là nhỏ lẻ là bán và có thể là không ai mua, không còn cái hiện tượng đỡ giá hoặc là cái khối lượng dòng tiền trên thị trường nó lúc đó nó lại yếu. Như Sơn nói anh chị là có những cái phiên mà có thể là giảm nhưng mà lại không có khối lượng, là chúng ta lưu ý là điểm số về tăng giảm thì cũng quan sát nhưng mà chú ý thêm về phần khối lượng nó sẽ quan trọng ở giai đoạn sắp tới, chúng ta xem cái khối lượng mà giao dịch hàng ngày cho thị trường nó có gọi là nó có mất mất đi cái dòng tiền không, kể cả phiên tăng kể cả phiên giảm luôn, chứ không phải chúng ta nói là giảm không có khối lượng là tốt hay là tăng không có khối lượng là xấu, mà chúng ta quan sát cả hai. Cả hai thì chúng ta sẽ nhìn gì, nhìn được cái gọi là cái dòng tiền trên thị trường vận động về cái giao dịch cung cầu. Đấy, cung cầu nếu còn nếu mà tự nhiên cái dòng tiền đột ngột mất đi chúng ta rõ ràng chúng ta thấy là là do cái lượng hàng kẹp, do cái lượng hàng đã phân phối nhà tạo lập họ đã phân phối xong và họ rút ra họ cầm tiền một cái lượng tiền đó và họ lại không đẩy vào thị trường, không đẩy vào thị trường thì nó không tạo nên một cái vòng quay về cái cung cầu và tạo nên một cái khớp lệnh lớn được, mà nó lại mất đi cái thanh khoản thì nó sẽ lúc đó nó sẽ thị trường nó sẽ càng rủi ro trong trung dài hạn hay hơn đúng không ạ? Chúng ta chú ý nha. Đấy, còn để mà điều kiện xác nhận của uptrend thì chúng ta phải quan sát thêm. Theo Sơn thì cần những cái phiên nó tăng điểm nó thật sự gọi là nó thuyết phục,
nó mạnh mẽ và sau đó nó có những cái vùng tích lũy chắc chắn, thì chúng ta sẽ view lại. Còn hiện tại thì cứ xác nhận một cái vùng kỹ thuật. Rồi cái thứ hai là Sơn nó hướng dẫn anh chị là cách chúng ta đánh bắt đáy, bắt đáy trong cái xu hướng giảm. Thì ngày hôm qua thì Sơn cũng không có làm cái video, vì nhìn chung thấy nhìn thị trường nó giảm như vậy, và chúng ta thấy là do tin xấu thì cũng không có gọi là phân tích gì, chỉ có đề là sáng nay Sơn có làm cái nhận định như vậy để mà cho anh chị mà chúng ta có, ví dụ chúng ta có cầm hàng thì chúng ta cũng an tâm, hoặc là những anh chị nào chúng ta có muốn bắt đáy đó, chúng ta full tiền chúng ta muốn bắt đáy thì chúng ta mua cũng được. Nhìn chung là nhiều phục hồi, nhưng mà có một số nhận định là một số comment lại vào là nói là Sơn là không thấy nhận định bắt đáy nữa. Thì anh chị nên nhớ là những cái video trước Sơn có nói với anh chị là chúng ta đánh bắt đáy thì phải có rủi ro, và chúng ta phải chấp nhận cái việc rủi ro đó, chúng ta xuống tiền. Chúng ta có mạo hiểm cái tài khoản của chúng ta hay không? Còn không thì chúng ta cứ đứng ngoài. Chúng ta không mua bán gì, tức là chúng ta không mất tiền, đúng không ạ? Khác với vị thế nhà đầu tư đang kẹp hàng, đúng không? Đang kẹp hàng mà càng xuống thì chúng ta càng lỗ, đúng không? Mà chúng đôi khi chúng ta lại bán đúng đáy, ví dụ bán ngày hôm qua chẳng hạn. Phiên ngày hôm qua chẳng hạn. Đấy, bán xong rồi ngày 1 2 phiên tới nó lại hồi lên. Hồi lên thì chúng ta lại mua lại chẳng hạn, thì chúng ta lại rồi sau đó nó lại giảm, thì nó cứ vòng như vậy, cứ mỗi lần nó lại cắt đi chúng ta một mớ để chúng ta ra vào không đúng. Còn để chúng ta đánh mắt đáy, đánh mắt đáy thì chúng ta phải xác nhận có những cái rủi ro đấy, mà chúng ta có dám chúng ta chấp nhận chúng ta chơi hay không, chúng ta đầu tư hay không. Còn tất nhiên chúng ta đầu tư cái việc gì nó cũng sẽ có rủi ro đấy. Đầu tư bất kể một cái, chúng ta mua một căn nhà, một miếng đất gì đó, chúng ta mua ở cái giai đoạn đỉnh sóng đấy, bong bóng sốt ảo cũng là có rủi ro. Chúng ta đầu tư vàng khi vàng nó lên giá 60-70 triệu, sau đó nó về 50 triệu, nó cũng là có rủi ro, đúng không? Đầu tư cái gì cũng có rủi ro, thì chúng ta chấp nhận rủi ro thì chúng ta mua, còn không chấp nhận rủi ro thì chúng ta đứng ngoài. Hôm qua Sơn không có video gì, một số anh chị nó comment là bảo Sơn không thấy ra video bắt đáy. Thì bắt đáy thì Sơn cũng không có khuyến khích, không Sơn cũng có nói rõ rồi, và luôn là cái duy trì để bắt đáy được thì chúng ta như thế nào. Thứ nhất là phải có một cái nhịp rơi sâu rồi thì chúng ta bắt đáy, đúng không? Bắt đáy đó là cái điều kiện. Và thứ hai là nó phải về những cái vùng giá hỗ trợ về kỹ thuật, đúng không? Đấy. Thứ ba, nó phải đạt một vấn đề thanh khoản, tức là những cái phiên bắt đáy chúng ta phải vào trong những cái phiên không? Có thể là vào cùng cái phiên mà khớp khối lượng lớn như phiên này đấy, hoặc là chúng ta vào cái phiên sau đó, đúng không? Tức là đã một phải có dấu hiệu một cái phiên là dòng tiền lớn nó đi vào rồi, nhưng nếu phiên sau đó tiếp tục có giá tốt thì chúng ta bắt. Nó cũng là phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm qua chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể bắt giá thấp, đúng không? Giá thấp cuối phiên đấy, vì nó có một cái gọi là dòng tiền lớn để bắt đáy này, khối lượng lớn này. Hoặc là phiên ngày hôm nay nó sẽ giảm thêm một ít nữa, nhiều cổ phiếu nó sẽ chiết khấu thêm một chút cho chúng ta, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta lưu ý là đấy, chúng ta mua trước thì chúng ta sẽ có lợi ích là cái gì? Đó là cái hàng chúng ta về trước, mà trong cái chứng khoán mà trong cái nhịp chúng ta gọi là bắt đáy mà đánh ngắn, thì cái việc mà cổ phiếu về trước thì nó cũng là một cái lợi thế của chúng ta để mà chúng ta bán được giá tốt, đúng không ạ? Bán được giá tốt chứ còn chưa chắc cái người mua sau thì nó sẽ hiệu quả hơn, tại vì mua sau giá thấp hơn, nhưng mà có thể là đó và cái phiên đó rất là nhiều dòng tiền đổ vào, thì đến khi phiên hàng về thì nhà tàu lập họ lại không có để cái giá tốt mà chúng ta bán nữa đó. Đấy. Đó thì đã đạt được những điều kiện đó thì chúng ta xuống tiền thôi. Và xuống tiền với tỷ lệ như thế nào? 20-30% tỷ trọng theo Sơn là đánh ngược sóng, đánh bắt đáy, đánh như vậy. Và hôm trước Sơn có phân tích với anh chị 20-30% tỷ trọng, nếu anh chị sai hết toàn bộ, cổ phiếu nào bắt đáy về cũng lỗ 7%, anh chị cắt thì anh chị mất bao nhiêu? 1.5 đi, 1.5 đến 2% tổng tài sản anh chị có lớn không? Không lớn. Thì chúng ta chấp nhận chúng ta đánh được, đúng không? Còn tất nhiên nếu chúng ta có lãi, chúng ta chốt được thì chúng ta cũng lãi được bao nhiêu đó thôi, cũng không có nhiều hơn được. Ví dụ chúng ta mỗi mã đều lãi 7% chẳng hạn, thì chúng ta cũng lãi được bao nhiêu trên tổng tài sản thôi. Nhưng mà chúng ta gọi là chúng ta đánh để mà chúng ta gọi là có một cái kỹ năng,
và chúng ta gọi là kiếm được thêm một cái phần lợi nhuận mà nó ít ít nhiều gì nó cũng có là được. Còn những giai đoạn rõ ràng chúng ta đánh to, đúng không? Đấy. Như Sơn ví dụ giai đoạn rõ ràng, thị trường rõ ràng đây, Sơn đánh rất là to. Đấy. Sơn đánh sai, vì ví dụ sai tổng cái giá trị danh mục của Sơn có thể Sơn đánh lên hai mấy ba mấy tỷ. Nhưng mà giai đoạn này Sơn chỉ đánh một cái sai là mấy tỷ thôi. Nha. Vài tỷ thôi, tổng giá trị danh mục chỉ đánh vài tỷ thôi. Đấy. Thì được, nó cũng gọi là không được nhiều, mà nó mất thì nó cũng không mất nhiều. Đó, nhưng mà Sơn không biết là có một số anh chị có xem video này hay sao rồi. Đấy, rồi hiểu nhầm cái ý của Sơn rồi xong rồi bảo là không thấy, giống như là Sơn khuyến khích anh chị đi bắt đáy xong rồi anh chị bị lỗ hay sao thì anh chị lại quay ra anh chị trách móc, thì Sơn nghĩ là không không hợp lý lắm. Vì trước khi Sơn nói là nếu mà bắt đáy thì chúng ta phải xác nhận, phải xác định chấp nhận rủi ro thì chúng ta đánh, không chấp nhận thì chúng ta đứng ngoài, chúng ta chờ sóng lớn, đâu có ai bé ép chúng ta phải vào mua, đúng không ạ? Đấy, vào mua để mục tiêu gì, chúng ta kiếm lợi nhuận. Rồi chúng ta sẽ luôn xác định nó có rủi ro nha. Tuy nhiên chúng ta gọi là bắt đáy là luôn là cái dạng là đi ngược sóng, mà sóng đang sóng xuống thì chúng ta lao vào chúng ta bắt đáy là chúng ta đi ngược sóng rồi. Nhưng mà chúng ta đi ngược cũng có một cái cơ sở, đó là cơ sở là gì, những cái lý do Sơn lúc nãy Sơn đã nói với anh chị đó, nó phải có nguyên tắc. Ví dụ là một cái giai đoạn giảm sâu rồi phải có một cái phiên dòng tiền lớn nó đi vào, đúng không ạ? Đó, và nó phải trên về kỹ thuật thì nó phải là ngay những cái vùng hỗ trợ. Ví dụ ngày hôm nay thì nó là về đến những cái vùng hỗ trợ phía dưới này nha, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể bắt đấy. Đấy, còn tất nhiên là bắt đáy thì chúng ta xác định là chúng ta sẽ đánh ngắn hạn nha. Ngắn hạn có lời thì chúng ta sẽ tùy cái kỳ vọng mỗi người thôi. Ví dụ những phiên trước hàng bắt đáy về đấy, hàng bắt đáy về phiên hôm trước Sơn có chia sẻ, anh chị có thể theo dõi trên Facebook của Sơn đó, có những lệnh mà mua bán cho khách hàng. Ví dụ Sơn mua về SSI đấy, SSI VND chẳng hạn đó, thì bán lướt và ngay gọi là phiên T3 về, T3 T4 về là bán luôn, có khách hàng thì mua ngay giá sàn phiên này, có khách hàng thì mua mua phiên ngày hôm sau đấy. Đấy thì bán đấy, đặt bán T, có người thì T3 về bán luôn, có người T4 về bán luôn đấy, bán những giá như thế này đó. Thì tại vì kỳ vọng gọi là có lãi thì bán thôi, và cảm giác chúng ta thấy là thị trường nó không có được mạnh lắm thì chúng ta chốt. Vì nó gọi là chốt lãi mà, chốt lãi mà có thể chốt xong nó vẫn lên, không? Chúng ta làm sao chúng ta biết được đó. Nhưng mà may mắn là chốt xong rồi sau đó là phiên ngày thứ hai là thị trường nó là giảm à, những cái lệnh bán như thế này đấy, ngày 16 này đó. Ngày 16 là cái phiên đó thị trường nó vẫn à phiên này đó, 16 biết đâu ngày hôm nay là tin xấu cuối tuần thứ hai ra, ngày hôm qua ra thị trường giảm đâu đấy. Nhưng mà đơn giản có lợi nhuận thì chúng ta bán thôi đấy, ví dụ bán BR này rồi bán STB này, bán vào phiên ngày 16 này, đúng không? Đó, bán vùng giá này là khoảng 29 đến ATC như còn tầm khoảng 285 đó. 285. Đúng không? Đấy, thì chúng ta chấp nhận chúng ta bán để và chúng ta lấp cái lợi nhuận của chúng ta lại. Bán nhiều bán ít gì đó thì cũng nên chốt cái phần phần lãi. Đúng không? Đấy thì đó là một Sơn nghĩ là một cái điều rất bình thường, chúng ta chấp nhận cược thì chúng ta xuống tiền thôi. Còn còn gọi là Sơn cũng đâu có nói là anh chị là bắt đáy đi và thị trường nó sẽ có một cơn sóng thần, cơn sóng to phía trước đó, nên là ngày hôm qua ra tin xấu ra có nhiều anh chị không biết có phải vào gọi là nói đểu Sơn hay không, mà vào comment là bảo là hôm nay không thấy la video bắt đáy nữa. Sơn cũng chịu luôn. Đấy. Mà anh chị có xem video thì cũng Sơn cũng có nói rõ, đúng không ạ? Tức là ngày hôm trước thì Sơn đã cho mua rồi. Đấy, những phiên này Sơn đã cho mua rồi, bắt những cổ phiếu đó rồi. Đấy thì nếu mà nó tăng rồi thì Sơn cũng không khuyến nghị anh chị mua. Mà có thể anh chị chú ý về cái dòng cổ phiếu ngân hàng, nếu mà cổ phiếu nó tạo đáy hai. Đó, cạo đáy hai mà không thủng đáy một hoặc là đáy hai cao hơn đáy một thì chúng ta mua. Đấy, nhưng mà nhiều cổ phiếu ngân hàng nó đâu có đạt đâu. Cá nhân Sơn cũng đâu có mua. Đấy. Cá nhân Sơn đâu có bắt đáy, tiếp tục bắt đáy cổ phiếu ngân hàng khi nó thủng đáy. Tại vì nó đạt thì chúng ta mới bắt đáy, đúng không? Còn không đạt thì tại sao chúng ta phải 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 đi mua, đúng không? Ở phiên này nó không phải là một cái phiên rút chân này, đó phiên này này đấy, Techcombank chẳng hạn không phải rút chân, đúng không? Nó không rút chân và nó không có đủ độ vì chúng ta cái kỳ vọng của chúng ta. Để Sơn mở lại cái
cái chart ngắn hạn cho anh chị xem. Đấy, ví dụ cổ phiếu MBB hôm trước là nó chưa đủ đâu, tức là nó phải là thể hiện cái vấn đề là nó test đáy sau nó rút chân, mà chúng ta thấy chưa, nó chưa đủ cái độ rút chân ở phiên này, đúng không ạ? Đó, cuối phiên nó vẫn đóng cửa thấp mà. Đấy, Techcombank cũng vậy, nó phải là thể hiện là ví dụ là nó về test lại cái vùng giá thấp để sau đó nó rút chân thì chúng ta đánh. MBCTG cũng vậy không? Đấy, CTG cũng vậy đó. Đấy, cuối phiên đóng cửa như vậy thì không phù hợp để chúng ta mua nhá. Không phù hợp chúng ta mua. Chúng ta mua khi mà nó gọi là nó rút chân và nó bắt đầu nó đảo chiều lên thì chúng ta mua. Chẳng hạn, có thể là chúng ta sẽ chấp nhận chúng ta mua cao hơn một tí nhưng mà nó an toàn nhá. Đấy, có kiểu giống như là chúng ta mua, ví dụ thà chúng ta mua như vậy này. Đấy, nó phải rút, nó phải test xong bắt đầu nó rút chân thì chúng ta mua, bắt đầu nó có một cái nến tăng mạnh như vậy thì chúng ta vào. Nhá. Chúng ta đánh theo khung ngắn hạn nha. Đó. Thế thì hôm trước đó, những cái cổ phiếu này về nếu mà có lợi nhuận tốt thì thực hiện bán ra thôi. Và có những cổ phiếu Sơn phải chấp nhận cái vấn đề Sơn quản trị rủi ro. Ví dụ như DSG, đấy, DSG. DSG là phải cắt lỗ. DSG. Hôm trước Sơn cũng nói với anh chị đúng không? Mua trong cái vùng tích lũy này. Đó. Đấy. Mua trong vùng tích lũy này. Thì khi nó thủng cái mốc mà chúng ta, ví dụ cái mốc cắt lỗ của chúng ta là 7%, thì khi thủng 7%, nhìn chung thì cái này Sơn bán cũng chưa, nó hơi bán hơi muộn này. Đó, bán hơi muộn nha. Tại vì ngày hôm qua là xem định cuối phiên xem nó có phục hồi hay không, mà ngày hôm qua là nó sàn cuối phiên, sàn cuối phiên luôn, và nó có nhiều lần nó cũng ăn được cái giá sàn mà nó không phục hồi nổi. Đấy, thì khả năng thì ngày mai DSG Sơn nghĩ là nó sẽ theo cái đà của thị trường, nó phải phục hồi lại, có thể thậm chí nó phục hồi lên được tầm cái vùng là tầm khoảng 21.5 này luôn. Đấy. Nhưng mà chúng ta gọi là đúng nguyên tắc thôi. Đấy. Tại sao Sơn bán? Tại vì là Sơn gọi là đúng cái nguyên tắc. Đấy. Đúng nguyên tắc. Đấy. Đối với cổ phiếu lãi thì chúng ta giữ, còn đối với cổ phiếu lỗ thì đúng nguyên tắc. Bán xong có tăng cũng kệ. Tại vì nó sẽ luyện cho một cái, anh chị đúng không? Một cái kỷ luật trong đầu tư. Nha. Bán xong rồi Sơn nghĩ là thị trường nếu mà cuối phiên hồi thì có thể cái mã này nó cũng hồi thôi. Nhưng mà chúng ta gọi là kỷ luật trong đầu tư, vi phạm thì chúng ta bán. Đấy, và chúng ta gọi là để cái dành phần tiền, cái vốn đó để mà sẵn sàng chúng ta đánh cho những cái cổ phiếu khác nó tiềm năng hơn chẳng hạn. Không có tiếc nha. Đó. Đấy, kiểu như HDG này cũng chốt lại HDG này. HDG thì Sơn có bán một nửa hôm qua rồi, còn nửa còn lại rồi. Ngày hôm nay bán ngay đầu phiên luôn. Đầu phiên giá 50.5. ATO là giá cao nhất luôn. Đấy, thì có tăng nữa thì cũng phải chịu thôi, đúng không? Đấy, mai thị trường có tăng tốt và những cổ phiếu này có tăng lại thì cũng chịu. Đấy, thì đó là cách để mà chúng ta quản trị rủi ro, để mà hoặc là chúng ta có một cái kỷ luật trong đầu tư. Đấy. Nên là thường Sơn đánh là Sơn sẽ không có gồng lộ. Chấp nhận là bán sai cũng bán. Nếu là đã sai bán xong hồi lên cũng phải bán. Tại vì chúng ta chần chừ trong những cái quyết định thì đôi khi ví dụ nó không diễn biến như theo cái dự đoán của chúng ta. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ cả thị trường tăng mà có thể cổ phiếu DSG ngày hôm nay vẫn đỏ tiếp, giảm sâu tiếp thì sao? Đúng không ạ? Đấy, nên là chúng ta đặt cái nguyên tắc để cho cổ phiếu của chúng ta vi phạm là Sơn sẽ thực hiện cái việc cắt nha. Đấy, rơi thủng nền là cắt. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đó. Chứ không phải là đâu làm sao mà đâu phải thánh đâu mà đánh cổ phiếu nào cũng lãi, đúng không ạ? Đấy, có những cổ phiếu Sơn nói anh chị đó, được chốt lãi đó, nhưng mà cũng có những trường hợp sai thì vẫn phải chịu cắt lỗ. Đấy, như bình thường. Có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Đấy, cắt lỗ. Còn KDH ngày hôm nay Sơn bán 5.000 này tại vì Sơn có mua 5.000 hôm trước được cái giá thấp là giá 36.3, ngày hôm nay thấy 37.5 thì thôi bán luôn, tại vì vẫn còn những cái còn tới 30 35.000 cổ phiếu chưa về, chưa về.
thì vẫn còn hàng nên cứ có lãi thì chốt luôn. Đấy. Thì chốt nữa nó còn bù được cho cổ phiếu này chứ. Đó thì chia sẻ với anh chị nha, nếu anh chị theo dõi kênh thì anh chị cũng chú ý nha. Đấy. Đánh làm sao, còn Sơn có chia sẻ rồi đó. An toàn chắc chắn, anh chị muốn đánh một cái trend nó rõ thì anh chị cứ chờ xác nhận nha, chờ thị trường nó phải 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 rõ ràng và nó phục hồi vào và nó đi vào một cái trend cho thấy những cái tín hiệu nha, thì lúc đó Sơn sẽ làm những cái video Sơn nhận định là thị trường nó vào trend rồi, vào trend tăng rồi, chúng ta có thể chúng ta đánh lớn anh chị, đúng không? Đó mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu, chúng ta tìm điểm mua. Còn đoạn này Sơn lúc mua Sơn cũng nói, hoặc là lúc phân tích Sơn cũng đã nói tại vì sao Sơn xuống tiền Sơn bắt đáy, và Sơn khuyến nghị khách hàng trong room Sơn bắt đáy, tại vì đơn giản đó, Sơn bán được trên đỉnh, Sơn thoát ra trên đỉnh. Anh chị cứ follow cái Facebook cá nhân của Sơn ở này thế này, anh chị cần thì anh chị sẽ xem những bài viết cũ đó, chia sẻ với anh chị luôn. Hoặc là anh chị có theo dõi cái những video trước của Sơn ở trong tầm khoảng khoảng này này đó, tầm khoảng ngày ngày 7 đến ngày 8, ngày 7 8 9 này, thì Sơn có chia sẻ là Sơn bán ra những cổ phiếu nào vùng giá nào hết mà. Anh chị xem. Chị có xem. Đấy, Sơn lại mở cho anh chị xem này, nhiều lắm. Tại sao lại xuống tiền mất đấy? Tại vì có lý do, là tại vì Sơn bán được hầu hết trên đỉnh thì bán thôi. Thì mua lại một phần thôi để chấp nhận rủi ro, thì mua lại thôi. Này ví dụ Techcombank này, đúng không? Bán 57 58 này, đúng không? Đó. Nhiều lắm. Đấy, hoặc là phiên hồi lên nè, phiên hồi lên thì Sơn bán đấy, bán TVBank được giá 38 này, đúng không? Hôm nay TVBank hình như còn có 32 33 gì đó. Không. Đấy, MSB bán hình như là cũng phải ATO của MSB phiên ngày 8 tháng 7. MSB nhiều lắm. Tại sao lại xuống tiền mắc đáy mà để xong rồi không biết là có một sao mà có nhiều anh chị mà cảm thấy mà gì đấy, mà ảnh hưởng gì anh chị không, mà vào cứ cứ nói cái việc Sơn bắt đáy nha. Sơn chấp nhận rủi ro thì Sơn xuống tiền Sơn bắt thôi. Đấy, MSB ngày 8 tháng 7 là đấy, ngày 8 tháng 7 này bán ngày giá bao nhiêu, 31 31 ngày hôm nay nó còn 28 chẳng hạn, để bán toàn giá cao chốt lãi hết mà đó. Ngày 7 này, à, ngày 6 chứ, ngày 6 này, ngày 6 thì sau đó là Sơn có chụp lại lệnh nè, cái lệnh này lệnh bán ngày 6 anh chị. OCB này, OCB vùng giá bao nhiêu, vùng giá 32 này đó. Chẳng hiểu Sơn bán được trên cao rồi bây giờ Sơn xuống thấp thì Sơn mua bắt đáy xong rồi, không biết là có mua theo Sơn không, mà thấy ngày hôm qua thấy giảm thì lại vào bảo Sơn là không làm video bắt đáy nữa. Chẳng hiểu, nên là ngày hôm nay Sơn sẽ không khuyến nghị bắt đáy gì nữa nha. Đấy, khuyến nghị phân tích cho anh chị và hướng dẫn cho anh chị những cái cách đánh, ví dụ kiểu hai đáy rồi đánh tỷ trọng bao nhiêu, đúng không? Đó. Rồi lời lỗ bao nhiêu. OCB bán vùng giá 32 này không chị? Phải bán ngay đỉnh không? Đấy, 32 này, ngay phiên này luôn, ngày 7 luôn nè, 32 này. Đó. Techcombank này bán vùng 57 58 không nè. Đó. TVBank này bán 39 này, vùng 39 ngày ngày 7 hình như là nó 39 cũng là giá cao nhất của TVBank. Hình như là có chạm 40. Đấy 395 này. Đó. Ngay phiên ngày 7 luôn mà coi ngày 6 luôn. À, ngày 6 luôn. Cuối phiên ngày 6 là giảm. Giảm sau. Đấy. Bán 393 này. Còn vẫn còn một ít, ngày hôm sau bán tiếp đó. Lúc này con chia sẻ ngày 8 là bán tiếp đó, khi mà canh hồi lên bán đây. MBS bán giá 36 này. MBS ngày hôm nay còn bao nhiêu? Đấy, còn 29. Ngày này đó, 36. Sơn bán được giá gần đỉnh luôn. Wow. Đó rồi SSI này, SSI này, SSI còn bán trước đó nữa, bán những ngày trước đó hình như bán 57 58 bán những phiên này trên này này đó. Thì anh chị cứ nghĩ đi, Sơn bán giá này thì Sơn lãi hay lỗ, tất nhiên là Sơn lãi rồi, đúng không? Tại vì trước đó là cổ phiếu này nó phá đỉnh nó đi lên mà, thì làm gì mà có chuyện mà bán lỗ, đúng không?
sân bán được trên cao, giờ sân mua lại thì chuyện bình thường, còn mua thì có thể là sân nghĩ là tại vì phiên vừa rồi nó thứ thứ sáu vừa rồi cuối tuần tự nhiên ra cái tin xấu đó thôi, còn không thì nó vẫn như cái kế hoạch của chúng ta lên 1340 1360 anh chị chứ đó, cái chuyện đó là chuyện xui rồi, không không chị không 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 biết được rồi, mà cũng không biết là những cái phiên này này tích lũy ở đây thì không biết là có nhà đầu tư nào mua theo hay không, mà rồi xong rồi ngày hôm qua lại lại lên là kiểu kiểu giống như là nói đẻo cà khịa. Sơn Sơn cũng không thích kiểu như vậy, cho nên là Sơn cũng không khuyến nghị gì mua bán anh chị ngày hôm nay. Nhìn chung là view cho anh chị cái thị trường nó như thế nào thôi, cổ phiếu nó có thể nó đi lên đến đâu và cái chiến lược thôi, cái định hướng thôi. Full tiền thì tốt nhất thì không bắt được đáy thì cũng sẽ không có mua đổi, còn đã mà kẹp hàng thì cứ phải lên thì cứ phải canh thôi. Thật sự sự thì Sơn cũng không biết là nó lên đến đâu rồi nó gãy về đâu đâu, đoán và đoán thì đoán thị trường nó rất là khó nha. Đấy. Như hôm trước Sơn đoán rồi rất là chuẩn, ở đây là nó tích lũy, nó tạo đáy ở đây, sau đó cho một cái nhịp tăng rồi đúng không? Cho một cái nhịp tăng nhịp nhịp hồi thôi đúng không? Nhịp hồi thì Sơn có chia sẻ với anh chị đó là kỳ vọng tầm khoảng 1340 1360, nhưng mà nó đột ngột ra cái tin cuối tuần thì chúng ta làm sao đỡ được. Thì đó cũng là ngoài kế hoạch của Sơn thôi. Còn cái chuyện này là chuyện tại vì hàng hàng về mà đủ tê đủ rồi 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 thấy lãi được thì Sơn chốt thôi, cũng làm sao biết là cái chuyện thứ hai nó sẽ rơi như vậy, cái phiên ngày hôm qua nó rơi như vậy đó. Thì đơn giản là tại vì thấy đủ thì bán thôi. Thì tại Sơn cách Sơn là đánh nhanh, ví dụ hoặc là lỗ thì bán luôn này, cũng có cắt lỗ ngay chứ không anh chị nói này, khi đánh ảo thì chỉ có lãi không thấy lỗ, có cắt lỗ chứ không. À. Chia sẻ với anh chị vậy. Để mà nói chung là xong cũng muốn đồng hành thôi, đồng hành cùng mọi người đi dài. Còn nếu mà ảnh hưởng về cái việc mua bán của mọi người thì có thể Sơn sẽ không khuyến nghị trên video này. Anh chị có thích về tham khảo thêm thì có thể liên hệ để vào cái room mà khách hàng tư vấn thôi. Chiến lược như thế nào, đánh đoạn nào như thế nào, đánh bao nhiêu phần trăm để mà chúng ta an toàn. Còn người Sơn nói là đoạn này cũng không phải đoạn kiếm tiền nhiều, cũng lỗ thì cũng có, sai cũng không nhiều, tại vì nếu mà chúng ta cứ duy trì chúng ta ai mà đúng nguyên tắc cứ đánh 20-30% tiền mặt thì lãi cũng không lãi được bao nhiêu đâu, mà lỗ cũng không được bao nhiêu, chính trên cái tổng vốn đầu tư của chúng ta nha. Còn tất nhiên là chúng ta kiếm được những cái mã mà ví dụ chúng ta mua T3 T5 chúng ta có 100-200 triệu thì nó cũng là nhiều rồi, nó cũng là rất là ok rồi, nhưng mà tính trên tổng vốn đầu tư á, đầu tư thì đâu đó nó cũng vài phần trăm, ăn hết 7% mà chúng ta mua mua 30% tiền mặt thì chúng ta cũng chỉ được 2% trên tổng tài sản, lỗ thì tương tự như vậy đó. Hoặc là mã này bù mã kia thì có khi chúng ta đánh cả cái nhịp đó thì không lời không lỗ, có thêm cái gì, có thêm kinh nghiệm thôi. Đúng không? Có thêm kinh nghiệm chứ đâu có gì đâu. Ok, chia sẻ với anh chị vậy nha. Hôm qua tự nhiên mà mình không làm video lại có người vào comment như vậy chứ, comment ở video trước đó. Sơn có phải là thánh rồi, Sơn biết là tự nhiên phiên này nó rơi như thế này. Nhưng mà nếu rơi như thế này xong mà Sơn bảo thị trường nó còn sập sâu thì có phải là Sơn ăn nói hai lời đúng không ạ? Thì sáng nay Sơn vẫn nhận định là nó hồi mà nó giảm, nó có giảm đi nữa thì cũng sẽ có cầu bắt đáy, tại đơn giản tại vì ngày hôm qua nhìn đã có khối lượng nó vào rồi, chứ còn không ngày hôm qua sàn cứng không bán được anh chị. Nếu mà dạng mà tâm lý mà hoảng loạn mà nhà tạo lập họ không muốn gom hàng á, họ để cho rơi sâu tiếp vài phiên nữa thì ngày hôm qua sẽ mất thanh khoản luôn, không bán được, chứ không phải là chỉ có vài chục mã sàn và vẫn bán được như vậy đâu, vẫn có nhiều mã là bán nhưng mà lại có cái lực cầu vào mua, như là CTG của cuối phiên vẫn không hết sàn trong nhóm VN30 á đấy, hoặc là TP Bank là cũng chỉ là bán vừa hết cái lượng sàn thôi, không có bị dư cứng sàn, hoặc là Techcombank đấy, vẫn còn mà chất 5-6 triệu bên mua sàn. Thì nhìn ngày hôm qua thì cũng cũng nhìn được cái hướng ngày hôm nay là mà tại sao là nghĩ là nó hồi, tại vì phía dưới 1.200 thì Sơn phân tích cho anh chị đó, 1.200 nó vùng hỗ trợ cứng mà kiểu gì một rơi 200 điểm mà từ 1.400 về đây thì chẳng
không lẽ không có một cái cú hồi nào nó tương đối đúng không, nó đủ T cộng, nó đủ để mà nhà đầu tư người ta bắt đáy và người ta thoát hàng. Và cá nhân Sơn thì ngày hôm nay Sơn không bắt, không bắt tại vì đơn giản là ngày hôm qua nó lỡ mua thêm KDH rồi. Phân tích như vậy thì tất nhiên có anh chị nào follow theo thì anh chị hành động cũng được. Thế thì nguyên tắc trong đầu tư của Sơn là vậy, kỷ luật thôi. Đơn giản thì tại vì ngày hôm qua lỡ, nếu ngày hôm qua Sơn có không có gia tăng tỷ trọng về KDH đấy, thì có thể là ngày hôm nay Sơn sẽ mua mua bắt đáy tiếp đấy, và đánh vòng mới những cổ phiếu như là SSI trở lại, đúng không? Vì hôm trước đã lướt được giá tốt mà, bắt lại SSI hoặc là VND kiểu như vậy đó. Bắt đáy tiếp. Còn anh chị khách hàng thì Sơn có nói rồi, thì ai mà mua thì mua thôi, mua thì mua, không mua thì, hoặc là muốn chờ một cái giai đoạn nó đánh thật nó chắc chắn thì chúng ta sẽ chờ chắc chắn và đánh to được thì chúng ta phải phải chờ. Hiện tại nó chưa có gì, một cái gì rõ ràng đúng không ạ, cứ phải là vừa đánh vừa xem thị trường thôi. Ngày có thể ngày hôm nay như vậy nhưng mà một hai phiên nữa nó hồi yếu thì nó lại quay đầu thôi, quay đầu giảm lại là bình thường, phải luôn chuẩn bị cho các kịch bản. Đấy, và đừng có khẳng định một cái gì, đừng nghĩ 1.200 mà lên lại 1.600 chẳng hạn. Đó, vậy nó tự tin quá. Người còn nhiều người hôm trước thì cứ đấy, sợ là thủng luôn 1.200 về lại 1.000 rồi 900 thì nó cũng gọi là bi quan quá. Vì trong mỗi nhịp rơi chắc chắn nó phải có những cái nhịp hồi. Nếu mà thực sự thị trường nó rơi vào downtrend dài thì rơi sẽ phải có hồi, phải rơi phải có hồi, luôn là như vậy. Lịch sử nó là như vậy rồi. Lịch sử bao nhiêu lần nó sẽ là như vậy. Đấy, như Covid này, đấy, có rơi đi nữa thì cũng phải có những cái đấy, nhịp hồi này cũng được T3, T5 gì này. Phải có những nhịp hồi chứ. Covid là chúng ta thấy là thị trường rơi khủng khiếp như thế nào. Đấy, hoặc là đau trên 2018. Đấy, có rơi về đây này cũng sẽ có một cái nhịp hồi lên. Đúng không ạ? Rồi rơi tiếp lại có một nhịp hồi, và nhịp hồi này rơi hồi rất mạnh luôn này. Hồi này được tới là T10, T15 gì đấy. Xong rồi lại đau tiếp, giảm tiếp. Đó. Đấy thì nên là chúng ta có kiến thức, chúng ta có kinh nghiệm, mình chẳng có gì sợ cái thị trường cả. Ủa, quan trọng chúng ta có hành động đúng hay không, đúng nguyên tắc, đúng kỷ luật. Đó. Và có kiến thức vào thì có sao đâu, đúng không? Thị trường mà luôn có cơ hội, ai không bắt đáy ngày hôm nay cũng không có gì phải tiếc, như Sơn Sơn cũng chẳng cảm thấy tiếc gì, đúng không? Nhịp trước thì bắt đáy thì ok rồi, không chốt được một mớ rồi, nhịp này không bắt nữa thì cũng không, thôi thì cũng coi như là mất đi cơ hội thôi, nhưng mà chắc chắn bắt đáy thì cũng không đánh to được, tại vì đó là cái nguyên tắc đầu tư của Sơn, là Sơn không biết người khác như thế nào. Đấy, tất tay gì đó thì không biết, càng xuống càng mua đó thì đó là một cái phương pháp khác. Còn Sơn là đánh là đoạn nào ngon đánh full margin, tất tay tất chân đánh đòn bẩy cực cao luôn, mà đòn bẩy tại vì Sơn quản trị rủi ro được nên là Sơn đánh những cái đòn bẩy rất là to. Đấy. Có 30 mà vay lên tới 70 là bình thường, có 3 đồng vay 7 đồng là bình thường. Đấy. Còn một cái nhịp mà không chắc thì luôn đánh thăm dò đánh ít, nên là cái việc mà có lỡ một cái nhịp bắt đáy ngày hôm nay thì cũng thấy bình thường, không vấn đề gì, có đánh thì cũng đâu đánh được nhiều đâu. Đúng không ạ? Ok, chia sẻ với anh chị gì thôi nha, chia sẻ thôi. Bây giờ cùng xem quan sát thị trường trong giai đoạn sắp tới như thế nào. Cái view ngắn hạn và trung hạn thì Sơn cũng đã chia sẻ rồi, trung hạn thì Sơn thấy là nó khá là đến thời điểm này thì Sơn nghĩ trung hạn nó khá là xấu, khá là xấu với cái những cái diễn biến như thế này, thì kỳ mong một cái nhịp hồi thì có thể là tận dụng anh chị nhịp hồi để mà anh chị cơ cấu danh mục mà để anh chị bớt lỗ. Anh chị nào lỗ nhiều thì cũng rất là chia sẻ với anh chị luôn, tại vì Sơn thì cũng không có phải mà để từ cái việc mà Sơn có bán được trên cao mà Sơn vui vẻ khi người khác lỗ đâu, cái điều đó không ai làm những cái việc như vậy. Hoặc là những anh chị thấy nếu mà một cái người môi giới, một cái người tư vấn cho anh chị, nếu mà có tư vấn anh chị cắt lỗ xong mà họ lại bình thường, họ lại vui vẻ
thì thôi thì chúng ta nghĩ là nên xem xét lại. Thì rõ ràng là không phải vì cái lợi ích của khách hàng. Lúc mà chúng ta lãi thì vui vẻ với nhau, nhưng mà lúc tôi lỗ mà không có gọi là đồng cảm chia sẻ với khách hàng mà còn vui vẻ bình thường thì Sơn thấy là mặc dù là chúng ta đánh theo tư vấn của họ thì chúng ta nên xem xét lại. Sơn mong cái nhịp này thì hy vọng là sẽ thôi cũng tương đối tốt để mà cho những ai còn kẹp hàng đang lỗ nhiều bớt lỗ. Vì Sơn thấy là một cái đoạn rơi 200 điểm vừa qua rất nhiều cổ phiếu, nếu anh chị dùng đòn bẩy margin đó, mà anh chị mua toàn trên đỉnh không thì thiệt hại bây giờ rất là nhiều, rất nặng nề. Xin chia sẻ điều đó với anh chị và mong anh chị bớt cái phần lỗ đôi đi để mà chúng ta còn những cái vốn để mà chúng ta sẽ làm lại được nha. Nếu còn mất nhiều quá thì rất khó để làm lại. Trong chứng khoán là nó là như vậy thôi, nó khắc nghiệt chỗ đó. Ok, cảm ơn mọi người nha. Nếu mà hôm sau có thời gian, ngày mai có thời gian Sơn làm tiếp, còn không thì có thể những cái ngày tiếp theo. Nếu mà thị trường nó có những cái biến động gì, nó thực sự nó đáng chú ý và chúng ta có thể kỳ vọng gì đấy thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. Còn nếu mà nó chỉ là những cái nhịp hồi nó cũng yếu ớt thôi thì cũng không có gì để mà phân tích nữa. Ok, xin chào mọi người nha. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ.